Chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong phần cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe những bản tin trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và sau đây như thường lệ thì mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Xuân Trường thể hiện nghĩa cử cao đẹp trước ngày lên đường sang Hàn Quốc. Đức Chinh thổ lộ tham vọng ở V-League 2020. Ứng viên hàng đầu cho danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2019 thổ lộ ước muốn sau khi giải nghệ. Đại diện Thái Lan vỡ mộng ở Trung Quốc, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đức Chinh thổ lộ tham vọng ở V-League 2020. Sau khi V-League 2019 khép lại thì Hà Đức Chinh chia tay câu lạc bộ Đà Nẵng trong một thời gian dài để góp mặt ở SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sáng ngày hôm qua, 28 tháng 1, tức là mùng 4 Tết âm lịch thì Đức Chinh đã trở lại Đà Nẵng hội quân cùng câu lạc bộ. Chúng tôi đã thi đấu nhiều trong năm 2019. Trong kỳ nghỉ Tết, toàn đội được nghỉ ngơi, trở về với gia đình nên cảm thấy hưng phấn khi hội quân cùng câu lạc bộ. Tôi đã sẵn sàng cho V-League 2020 bằng quyết tâm cao nhất, Đức Chinh chia sẻ trong lần trở lại câu lạc bộ Đà Nẵng này. Vì chỉ mới hội quân cùng các đồng đội, tôi cần thích nghi chiến thuật của huấn luyện viên và đồng đội mới, cũng như việc cố gắng trao đổi, giao lưu với nhiều dàn cầu thủ ngoại để hiểu nhau hơn. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả Đà Nẵng những trận cầu hay và giành điểm số tốt nhất tại V-League 2020, Đức Chinh chia sẻ. Tại V-League 2019, Đức Chinh trượt dốc phong độ, nhiều lần bị huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ trích. Tiền đạo trưởng thành từ lò PVF thường xuyên phải gặp chấn thương, dẫn đến thể lực và cảm giác bóng không được như kỳ vọng từ Huỳnh Đức. Anh chỉ ghi 2 bàn tại V-League 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin ở Đức Chinh, dù tiền đạo này không có được phong độ tốt. Đức Chinh sau đó đã tỏa sáng tại SEA Games 2019 với tổng cộng là 8 pha lập công. Đến vòng chung kết U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo luân phiên sử dụng Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Trước thềm V-League 2020, câu lạc bộ Đà Nẵng đã chia tay Võ Huy Toàn, Phạm Mạnh Hùng, Đỗ Melo và nhiều cầu thủ khác. Đội bóng sông Hàn chiêu mộ bộ đôi Trần Đình Hoàng, Võ Ngọc Toàn từ sông Lam Nghệ An, mượn Lục Xuân Hưng của Thanh Hóa và bổ sung một vài vị trí nội binh khác. Câu lạc bộ Đà Nẵng cũng gấp rút hoàn tất khâu tuyển chọn ngoại binh. Xuân Trường thể hiện nghĩa cử cao đẹp trước ngày sang Hàn Quốc trị thương. Trái với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại Pleiku hội quân thì tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ ở lại Tuyên Quang nghỉ ngơi thêm vài ngày trước khi bay đi Hàn Quốc tiếp tục chữa thương. Vào ngày mùng 2 Tết vừa qua thì người hâm mộ Việt Nam đã được đọc một dòng trạng thái của trung vệ câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Thành Trung cho đăng tải những hình ảnh đi cùng Xuân Trường đến chúc Tết một người thầy ở Tuyên Quang, người được xem là có công dìu dắt những bài học bóng đá vỡ lòng cho cả hai Thành Trung và Xuân Trường trước khi họ theo những lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp ở Gia Lai và Hà Nội. Sau bức ảnh đi thăm thầy cũ, Thành Trung tiếp tục khoe ảnh đi chơi cùng Xuân Trường. Bộ đôi cầu thủ người Tuyên Quang có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia và U23. Thành Trung thì ít tuổi hơn Xuân Trường. Anh cùng với U23 Việt Nam vừa qua đã giành tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Theo chia sẻ của một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì Xuân Trường sẽ quay trở lại Hàn Quốc trong những ngày tới, chính thức bước vào đợt chữa trị cuối cùng tại đây. Dự kiến là vào tháng 4, Xuân Trường sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 7 đến 8 tháng trị thương. Cũng trong những ngày Tết cổ truyền thì những hình ảnh liên quan đến tiền vệ Lương Xuân Trường xuất hiện khá dày đặc trên mạng xã hội Facebook, bởi rằng là cầu thủ người Tuyên Quang đã chọn trở về Việt Nam nghỉ ngơi ít ngày trước khi quay trở lại Hàn Quốc để tiếp tục trị thương. Điều này đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói riêng và các cổ động viên của bóng đá Việt Nam nói chung, nhất là cách Xuân Trường lựa chọn xuất hiện khá đặc biệt nếu so sánh với nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam hiện tại. Đầu tiên là Xuân Trường xuất hiện ở đám hỏi của trung vệ đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh. Việc Xuân Trường xuất hiện khiến cho nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó hình ảnh gần nhất mà các cổ động viên Việt Nam thấy đó là hoạt động của Xuân Trường chính là lúc anh đón tiếp người bạn thân Trần Minh Vương ở Hàn Quốc. Khi đó thì Minh Vương dành một tuần sau khi thi đấu xong ở V-League 2019 để bay sang thăm Xuân Trường. Càng thú vị hơn khi Xuân Trường không đi cùng nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đến chúc mừng Duy Mạnh mà anh lại đến sau khoảng 2 giờ. Theo chia sẻ của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì Xuân Trường chủ động đến để gây bất ngờ cho Duy Mạnh cũng như để dành thời gian gặp các đồng đội ở phố núi vào dịp khác.
Trở lại với Hoàng Anh Gia Lai của Xuân Trường thì nhìn cách chiêu mộ của câu lạc bộ này có thể thấy là những vị trí được xem là điểm yếu đã được bổ sung, đó là hai trung vệ chất lượng nhằm giúp cho câu lạc bộ phố núi tăng cường khả năng chống bóng bổng, một điểm yếu trong nhiều năm qua của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nơi hàng tiền vệ có tân binh Kelly Kester xuất hiện với mục đích là hỗ trợ cho Tuấn Anh trong khâu thu hồi bóng. Thủ môn Bỉu Ngọc được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng nơi khung gỗ với tài năng đã được khẳng định trong nhiều năm qua. Với một loạt bổ sung chất lượng trước thềm mùa bóng 2020, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Xuân Trường rõ ràng là có chiều sâu về đội hình cũng như là vá nhiều điểm yếu. Tất cả tạo nên một niềm tin lớn cho câu lạc bộ phố núi trong mùa bóng 2020. Họ có thể chưa đủ sức mạnh để thách thức các đối thủ trong cuộc đua vô địch, nhưng sẽ không còn rơi vào cảnh đua trụ hạng, thậm chí là có một vị trí ở top đầu trong tầm tay của đội bóng phố núi ở V-League 2020 tới đây. Trong mùa bóng mới, rất có thể hậu vệ cánh phải sẽ là những cái tên quen thuộc của Hoàng Gia Lai như Vũ Văn Thanh, A Hoàng, những hậu vệ tốt nhất của Hoàng Gia Lai ở thời điểm hiện tại. Bộ đôi cựu cầu thủ của U23 Việt Nam được kỳ vọng là sẽ có một mùa giải thi đấu thăng hoa giúp cho đội bóng của Bầu Đức lên ngôi ở giải năm nay. Ở trung tâm hàng tiền vệ ngoài Kelly Kester thì có Tuấn Anh. Đây là những tiền vệ hàng đầu, chất lượng của V-League và được coi là linh hồn của đội bóng phố núi ở mùa giải được dự báo là hết sức khó khăn này. Thi đấu lệch phải ở hàng tiền vệ sẽ là Văn Toàn. Với tốc độ và khả năng qua người của Văn Toàn sẽ là mũi nhọn quan trọng trên hàng công của Hoàng Gia Lai và anh được kỳ vọng sẽ là chân sút chủ lực của đội bóng phố núi giúp cho đội bóng này cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2020. Ở cánh đối diện có thể sẽ là Hồng Duy, một trong những tiền vệ cánh chất lượng của V-League. Cũng giống như Văn Toàn, tốc độ và khả năng qua người là điểm mạnh nhất của cầu thủ này bên hành lang cánh, nơi có thể giúp anh phát huy nhiệm vụ kiến tạo và ghi bàn. Bộ đôi tiền đạo của Hoàng Gia Lai nhiều khả năng sẽ là Trần Minh Vương và Trevor Watts, hai trong số những chân sút chất lượng của đội bóng phố núi trong những mùa giải gần đây. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp tiền đạo người Jamaica thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó thì Trevor từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở lượt đi V-League 2019. Ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2019 thổ lộ ước muốn sau khi giải nghệ. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2019, vừa trải qua một năm thi đấu với nhiều thành công to lớn trong sự nghiệp của mình. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh là người đóng góp quan trọng giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Bên cạnh đó thì Hùng Dũng cũng góp công không nhỏ khi cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Còn ở câu lạc bộ Hà Nội FC, Hùng Dũng cùng các đồng đội giành cú đúp danh hiệu V-League và cú quốc gia, đồng thời lọt tới trận chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực. Tiền vệ sinh năm 1993 là ứng viên nặng ký cho danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2019. Đang ở thời kỳ đỉnh cao, tuy nhiên Đỗ Hùng Dũng đã có những suy nghĩ và chuẩn bị cho thời điểm giải nghệ. Anh chia sẻ với Dinh: "Mình đã suy nghĩ và chuẩn bị từ lâu rồi. Sau khi giải nghệ, mình sẽ chuyển qua công tác huấn luyện suốt thời gian dài trước đây và cho tới bây giờ, tất cả các bài tập mình luôn quan sát và ghi nhớ trong đầu. Đó là những bài học bổ ích cho sau này. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho mọi huấn luyện viên thay vì ghét bỏ họ, bởi mỗi người đều đem lại những bài học bổ ích cho con đường của bản thân mình sau này." Trong năm 2020 này thì Đỗ Hùng Dũng hứa hẹn là sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng mang về thành công cho bóng đá Việt Nam. Anh sẽ cùng các đồng đội tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với mục tiêu là lọt vào vòng loại cuối cùng. Ngoài ra thì một mục tiêu khác cũng quan trọng không kém, đó là bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. Đại diện bóng đá Thái Lan ngã ngựa ở Trung Quốc. Câu lạc bộ Buriram United tỏ ra quá yếu khi phải chơi trên sân của đội bóng Trung Quốc, đó là Thượng Hải. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan dù vừa đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của Công Phượng đã không thể làm nên bất ngờ khi phải chơi trên sân của đối thủ rất mạnh, đó là câu lạc bộ Thượng Hải ở trận đấu vòng loại AFC Champions League. Với lợi thế sân nhà lại có dàn lực lượng mạnh hơn nhiều với nhiều hào thủ như tiền vệ Oscar hay tiền đạo Hun người Brazil, Thượng Hải dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo lên đội bóng Thái Lan. Thượng Hải hoàn toàn vượt trội về những số liệu thống kê. Đội bóng của Trung Quốc sở hữu tổng cộng tới 23 cú dứt điểm, 9 trong số đó đi trúng đích về phía Buriram United. Dù nỗ lực phòng ngự nhưng Buriram cũng chỉ có thể bảo toàn mảnh lưới đến phút 74, bởi chỉ một phút sau đó thì hệ thống phòng ngự của đội khách hoàn toàn sụp đổ sau cú dứt điểm của Lee Sen Long. Bàn thắng là bước ngoặt này giúp cho các cầu thủ Thượng Hải tỏ ra rất hưng phấn
Ngược lại thì Buriram tỏ ra lơi lỏng và mắc nhiều sai lầm ở phần còn lại của trận đấu. Hệ quả là sau nhiều pha hãm thành thì Thượng Hải đã có thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 90 và khoảng thời gian bù giờ. Với chiến thắng 3-0 chung cuộc, Thượng Hải giành vé vào vòng bảng ở AFC Champions League cạnh tranh với các câu lạc bộ Sydney FC, Yokohama và Gyeongbuk Hyundai Motors. Trong khi đó thì Buriram sẽ phải xuống chơi ở AFC Cup. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.